vị, chúng ta đang cùng đồng hành trong một chuyến du lịch thật đặc biệt của chương trình du lịch Hang Động Kỳ Vĩ Quảng Bình năm 2011. Và từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta đã cùng được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp kỳ vĩ của những hang động thật đặc biệt trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Và chúng tôi nghĩ rằng với những giá trị to lớn về địa chất, địa mạo, về cảnh quan và giá trị tinh thần mà những hang động, những kỳ thú thiên nhiên này đã mang đến cho chúng ta, thì không có lẽ gì mà chúng ta lại không công nhận những kỷ lục. Đó là những niềm vinh dự cho không chỉ người dân của tỉnh Quảng Bình, mà đó còn là vinh dự cho những đơn vị đang được nhận trách nhiệm đầu tư và khai thác những hang động này. Ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng đến với phần công bố và trao tặng những kỷ lục của Việt Nam cho những hang động của Quảng Bình. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Võ Văn Tường, Thường trực Hội đồng Biên tập Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam sẽ lên công bố quyết định. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, kính thưa ông Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, kính thưa đại diện các ban ngành trong tỉnh, đông đảo quan khách, các vị đại biểu, các vị khách quý, các vị báo đài và khán giả đang xem đài truyền hình. Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Bình năm 2011 là một sự kiện đa dạng, hấp dẫn để góp phần làm phong phú các hoạt động, đồng thời góp phần nâng cao các giá trị về tự nhiên, xã hội và con người của tỉnh Quảng Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tập đoàn Trường Thịnh đã đề xuất đến Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xem xét và công nhận các giá trị về tự nhiên xã hội của tỉnh Quảng Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn Trường Thịnh đã gửi hồ sơ đăng ký theo đúng quy trình xác lập kỷ lục Việt Nam. Sau thời gian xem xét, thẩm định Hội đồng Tư vấn Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam hôm nay chính thức công bố và xác lập 11 kỷ lục Việt Nam như sau. 1. Địa phương hệ thống hang động nhiều nhất. 2. Địa phương hệ thống sông ngầm dài nhất. 3. Hang động có vòm đồng rộng lớn nhất. 4. Có hệ thống đường Hồ Chí Minh có hai nhánh đông và nhánh tây đi qua tỉnh Quảng Bình dài nhất. 5. Suối nước khoáng nóng Lộ Thiên có nhiệt độ cao nhất. 6. Có bờ biển và dải cát dài nhất. 7. Địa phương có địa hình bề ngang hẹp nhất. 8. Hang động khô có chiều dài nhất. 9. Đồng Thiên Đường có cầu gỗ dài nhất. 10. Sun Spa Resort, khu du lịch có mặt biển, mặt sông dài nhất. Và 11. Đồng Thiên Đường, đồng khô dài, hệ thống thạch nhũ độc đáo nhất. Thời điểm xác lập kỷ lục, lúc 20 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2011 tại khu du lịch sinh thái Đồng Thiên Đường trong lễ bế mạc Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Quảng Bình năm 2011. Xin kính gửi lời chúc của Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý hôm nay được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng kính chào. Xin được trân trọng cảm ơn phần công bố quyết định của ông Võ Văn Tường, Thường trực Hội đồng Biên tập Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và ông Võ Minh Hoài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trường Thịnh sẽ lên sân khấu nhận tượng trưng những kỷ lục mà Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói rằng với 11 kỷ lục được ghi nhận bởi Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam thì tỉnh Quảng Bình thực sự vinh dự và tự hào về những hang động trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của mình. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị về những dấu ấn đặc biệt trong số 11 kỷ lục được xác lập. Điều đầu tiên đó là tỉnh Quảng Bình là tỉnh có nhiều những hang động nhất với hơn 300 hang động đã được tìm thấy. Ở tỉnh Quảng Bình có hệ thống sông ngầm dài nhất. Cho đến nay thì chưa có một số liệu cụ thể nào để công bố về số liệu cuối cùng hệ thống sông ngầm ở tỉnh Quảng Bình dài bao nhiêu km, nhưng đã có tới 30 km sông ngầm được phát hiện. Và cây cầu gỗ trong Động Thiên Đường được xác lập là cây cầu gỗ dài nhất với chiều dài hơn 1.000 m.
Cây cầu gỗ này không chỉ tôn thêm vẻ đẹp của hang Thiên Đường mà nó thực sự là một sáng kiến có ý nghĩa bảo vệ những cảnh quan thiên nhiên, những nhũ thạch thật đẹp trong hang Thiên Đường. Và chúng ta đang cùng chứng kiến phần trao tặng những kỷ lục cho tập đoàn Trường Thịnh, là tập đoàn đã vinh dự được nhận 2 trong số 11 kỷ lục, đó là kỷ lục Sun Spa Resort, khu du lịch có mặt biển và mặt sông dài nhất. Và đây cũng chính là đơn vị chủ đầu tư và khai thác hang Thiên Đường độc khô dài có hệ thống thạch nhũ độc đáo nhất của chúng ta. Một lần nữa xin được chúc mừng cho tỉnh Quảng Bình với 11 kỷ lục đã được xác lập. Xin được trân trọng cảm ơn ông Võ Văn Tường đã trao tặng những kỷ lục này. Xin được trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, đến với Quảng Bình hôm nay, chúng ta không chỉ được nhìn ngắm những cảnh quan thiên nhiên thật tươi đẹp, mà chúng ta còn được gặp gỡ với những con người, đó chính là những con người anh hùng trong chiến đấu như mẹ suốt năm xưa. Đó là những người em gái thật dịu dàng đằm thắm trong những bóng chiều bên bờ sông Nhật Lệ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chùm ca khúc mà sẽ khiến cho chúng ta cùng gặp lại những hình ảnh thật đẹp đó. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, ca khúc Nhớ Mẹ Suốt, với phần biểu diễn của ca sĩ Phương Thảo cùng Top Nam Đoàn Nghệ thuật Quảng Bình, và ca khúc Xa Em Chiều Đồng Hới, thơ Đỗ Quý Doãn, nhạc Trần Hoàn, với phần biểu diễn của ca sĩ Nguyệt Anh. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tìm lại dấu chân mẹ đi.